Nếu một ngày bạn đột nhiên có nhiều tiền, hãy nhớ điều sau đây. Thứ nhất, đừng nói cho bất kỳ ai biết, kể cả những người thân thiết nhất. Thứ hai, hãy trả hết nợ của mình với mọi người. Thứ ba, số tiền trong tài khoản của bạn, hãy để nó đó một thời gian, không rút ra. Hãy giữ trong tài khoản ít nhất 6 tháng. Thứ tư, đừng vội mua nhà hoặc thuê một căn hộ sang trọng trong khu vực cao cấp, hoặc mua xe hơi hoặc đồ xa xỉ ngay lập tức. Thứ năm, đừng vội vàng từ bỏ công việc hiện tại của bạn. Thứ sáu, tuyệt đối đừng hợp tác kinh doanh với bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Thứ bảy, nếu bạn có con, hãy cố gắng đừng để con biết bạn giàu có. Giữ nguyên tình trạng hiện tại như không có gì thay đổi. Thứ tám, đừng tin vào những thông tin thu nhập thụ động. Trên đời này có làm mới có ăn, đừng tham lam. Không thì bạn sẽ phải hối hận. Đó là điều bạn cần ghi nhớ. Hãy luôn giữ mình tỉnh táo, khôn ngoan.